không nên lầm lỡ. Phật tại tâm chứ đâu phải ở xa xăm, sống làm người cứ trọng tinh chính tâm. Hãy tạo phước chứ đừng tầm lòng phước. Phước quả hôm nay cũng do quá khứ vị lai căn nguyên từ kiếp trước. Và trong cuộc sống hiện tại này đây ta gieo được nhân nào? Chớ chẳng phải cầu xin mà có được phép màu. Luật nhân quả hãy gieo gì thì gặt nấy, gieo hạt ớt sừng đâu ra trái thanh long. Nếu ở đời mà làm việc ác không, thì dù đi giảng chùa cũng đừng mong tìm được phước. Hãy sống hiền lành hiếu thảo với mẹ cha, thì đâu cần gì đi xa để cầu phúc. Tùy phúc tùy thời, còn chuyện rối mai là duyên số của mỗi người. Phải cố gắng tu nhân tích đức, được phước nhiều thì mặc sức mà ăn, giúp đỡ những mảnh đời hoạn nạn khó khăn. Hành trưởng nghĩa mới nên chăng được phúc. Bác ấy từ bi lương tri chăm chút, gieo tạo điều lành thu quá ngọt cay ngon. Mà chi rồi gian quỳ giái lại, thì dù có lại hoài lại mãi vẫn vậy thôi. Trời Phật nghiêm minh nhật nguyệt xét xôi, làm việc ác có lại rồi cũng đâu hết tội. Hành thiện là cõi đời, tu là cõi phúc. Phải tu thật lòng thì đến lúc sẽ bình an. Bỏ hận thù đừng có đeo mang, sống rộng lượng cho nhẹ nhàng thân thể. Lấy ân báo quán thì quán sẽ tiêu tan, lấy quán báo quán thì quán cao chất chồng. Chùa chiền xa xăm nghe đâu đến đây,
cha mẹ ở gần thì chẳng thấy tới thăm. Sống nhân từ hướng thiện Phật ở tại tâm chứ chẳng đâu xa. Mà kiếm tầm chất vật thì phải cho ra tu chứ đừng nên tu giả tạo. Lừa người dối ta được bằng diện mạo chứ không sao dối được ông trời. Đạo gì cũng làm người, tứ đại trọng ân là thờ cha kính mẹ, yêu đất nước đồng bào, quy tam bảo tổ tiên. Hành xử với đời thì đừng tạo nghiệp duyên, sống lương thiện sẽ được bình yên vô sự. Con không thích điều lành mà chuyên làm chuyện dữ, rồi quả báo trái dai là mình tự hại mình. Tu làm chi mà bỏ bê cha mẹ ông bà, ở nhà không tu ra đường giả Phật thì nó thêm lòi cái tật xấu mà thôi. Phước quả trong đời đều bởi do ta, sống nhân hậu thì cần gì lo xa tội lỗi. Giảm lòng mê ham, không tham lam nông nổi, rời khỏi sân si ta nương cội Bồ Đề. Lời của Đức Phật dạy xưa nay chi lý, ngẫm sự đời thì càng nghĩ lại càng hay. Luật nhân quả luân hồi giải trả liền tay, làm việc ác sẽ đến ngày gặp ma. Trên trời cao dưới có hai bên dây giác, soi rọi chánh tà gian sát chứng ghi. Chiền là chốn từ bi, lòng người gian ác thì đi để làm gì. Dù xin được phép thần kỳ, sống làm việc xấu ác thì gặp nguy. Đừng nên tu lại tu quỳ, tu tâm tu tánh đó thì mới tu